đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Đàm Tùng Vận khoe nhan sắc đỉnh cao tại Hoang Mạc trong bộ ảnh mừng sinh nhật. Đàm Tùng Vận là diễn viên hiếm hoi của Cbiz, thể hiện tốt nhiều dạng vai khác nhau trong các bộ phim từ hiện đại đến cổ trang. Mới đây, Đàm Tùng Vận khiến công chúng bấn loạn với vẻ ngoài xinh như tiên tử hạ phàm trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 32. Vào đúng ngày sinh nhật của Đàm Tùng Vận ngày 31 tháng 5, phòng làm việc của nữ diễn viên đã đăng loạt 18 bức ảnh vô cùng xinh đẹp. Trong đó, Tùng Vận gây ấn tượng khi mặc trang phục truyền thống màu trắng kèm nơ buộc tóc xanh. Ở những bức ảnh chụp cận mặt, nữ diễn viên khiến khán giả suýt xoa bởi làn da trắng mịn không tì vết, các đường nét trên gương mặt đều nhỏ nhắn và cân đối, mỹ nhân dường như chỉ trang điểm nhẹ, khí chất ngút ngàn của cô lan tỏa qua từng bức ảnh. Bên cạnh đó, ở những ảnh chụp xa, Tùng Vận khoe trọn thân hình cân đối vạn người mê, cách tạo dáng của cô cũng nhận được nhiều lời khen. Ngay sau khi loạt ảnh trên được đăng tải, công chúng khắp nơi đã dành nhiều lời khen có cánh cho sắc vóc của cô nàng. Bên cạnh đó, khán giả không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến nữ diễn viên. Theo họ, Tùng Vận không chỉ tài năng, xinh xắn, cô còn sở hữu nhân cách vàng và đời tư trong sạch. Với những gì đã, đang và sẽ cống hiến cho người hâm mộ, nữ diễn viên xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Một số bình luận của khán giả: chúc chị yêu tuổi mới thật thành công nha, lưu ảnh mà rung tay luôn á, vì chị đẹp ná thở, nhan sắc này đóng thêm một bộ cổ trang là đúng bài, sinh nhật nên chụp ảnh ở sa mạc mới chịu. Bên cạnh danh hiệu nữ thần thanh xuân mà khán giả ưu ái đặt cho Tùng Vận, cô còn gây ấn tượng bởi nhiều dạng vai khác. Bộ phim gần đây của Đàm Tùng Vận, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám Đốc cùng Lâm Canh Tân đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các nền tảng chiếu.